Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Chúng ta tin rằng khi một người thay đổi thì sẽ có một sự thay đổi nên làm, đúng không ạ? Khi ba thiên hạ thay đổi, thì con cũng vẫn thay đổi thôi. Khi một người chúng ta trong gia đình được thay đổi, chắc chắn những người khác trong gia đình chúng ta cũng sẽ được thay đổi. Vậy Chúa cứu chúng ta không phải chỉ một người, mà Chúa muốn cứu cả gia đình của chúng ta. Cho nên cái quyền năng sự thay đổi nó đến từ nơi cái quyền năng khởi sự bước đầu tiên chúng ta ăn này. Hạ mình xuống của Chúa, nhận thấy cái sai của mình và nói với những người mà chúng ta đã phạm với họ và xin họ tha thứ. Chúa cho chúng ta là Chúa cho biết mà chúng ta xin tội mình thì sẽ được tha thứ. Còn ai giấu tội lỗi mình thì sẽ không được tha thứ. Cho nên là không có lỗi gì với nhau. Tôi khuyến khích là chúng ta ai vợ chồng có lỗi với nhau thì hôm nay nếu thế nào làm được thì quý vị làm được. Amen. Quay mình vô chuẩn bị xin lỗi chưa? Ok, đứng lên chúng ta chung câu thánh ở trong tờ chương trình nha. Chúng ta cùng đọc. Hằng ngày dù ở trong đền thờ đi từ nhà này sang nhà khác, họ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Thời ấy khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội. Lần nữa, hằng ngày dù ở trong đền thờ hoặc từ nhà này sang nhà khác, họ cứ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Đức Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Thời ấy khi số môn đệ Chúa gia tăng gấp bội, chúng ta cùng cầu nguyện. Cho chúng con tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời của sự gia tăng. Ngài Đức Chúa Trời là đấng muốn chúng con gia tăng, và khi Ngài dựng nên chúng con, Ngài đã tuyên bố cho chúng con là chúc phước chúng con để chúng con gia tăng và đầy dẫy đất. Vì đó chúng con giờ này cũng chúng con tin rằng quyền năng sự gia tăng này ở trên mỗi đời sống chúng con. Gia tăng về sự yêu thương, gia tăng về đời sống tin kính Chúa, gia tăng về những mối quan hệ tốt đẹp giữa dòng trong gia đình, giữa dòng những anh chị em trong hội thánh, và đồng thời chúng con cũng gia tăng tài chánh và gia tăng số người tin nhận Ngài. Lạy Chúa, như này con cầu nguyện trong năm 2024 này là năm mà lời tiên tri của Chúa, hạ tượng của Chúa cho chúng con lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng sẽ gia tăng mỗi ngày, mỗi tuần và mỗi tháng. Con cảm ơn Chúa và chúng con nguyện cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Xin mời chúng ta an toàn. Rồi chúng ta cùng nếu chúng ta có kinh thánh, chúng ta sẽ thấy rằng trong sáng thế ký khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam và Eva, trong sáng thế ký Chúa truyền cho Adam và Eva trong sáng thế ký đoạn 1. Và nếu chúng ta dỡ đọc cái thánh này, tôi tin là chúng ta hãy tin vào cái câu kinh thánh này là lời của Chúa dành cho chúng ta. Còn sao cho đi, Đức Chúa Trời phán chúng ta hãy dựng nên loài người theo hình ảnh chúng ta và theo hình dạng chúng ta, để chúng quản trị các loài cá biển, chim trên trời, các sắc vật và các bò rừng, các thú rừng trên đất và mọi sinh vật bò sát mặt đất. Vậy Đức Chúa Trời dựng nên loài người theo hình ảnh Ngài, Ngài dựng nên loài người theo như hình ảnh giống Ngài, và Ngài dựng nên người nam và người nữ. Câu 28, Đức Chúa Trời ban phước cho họ, Ngài phán với họ hãy sanh sôi nảy nở cho nhiều và hãy làm cho loài người đầy dẫy khắp đất và hãy chế ngự nó, hãy quản trị cá biển, chim trời và mọi sinh vật di động trên đất. Kinh thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta giống hình ảnh của Chúa và giống Chúa. Hình ảnh là gì? Hình dáng bên ngoài, và giống Chúa là giống những gì Chúa làm. Cho nên khi loài người phạm tội, chúng ta đánh mất cái điều này. Và Chúa đồng thời cũng dựng nên cho loài người, và Chúa ban phước cho họ và Ngài bảo họ, Ngài ra lệnh cho họ hãy sinh sản và làm cho đầy vậy đó. Có nghĩa là mỗi người chúng ta được
sinh ra không phải chỉ mất đi, thiếu đi hay là bị phá sản, nhưng mà chúng ta được sinh ra để được đầy dạy. Hãy nắm lấy điều này. Nếu như đời sống chúng ta thấy mà chúng ta hụt hẫng đi, mất đi, chúng ta cần cầu nguyện cho điều này. Sẽ có những lúc chúng ta sẽ gặp những khó khăn, những thử thách. Những lúc Chúa có đưa chúng ta vào đồng vắng và chúng ta giống như là ăn đổ ngày, mỗi ngày. Nhưng mà phải có một lúc Chúa sẽ đưa chúng ta vào sự đầy dạy. Thế thì đoạn 23 cho chúng ta biết một chén tôi. Quả thật trọn đời tôi phước hạnh và sự thương xót của Chúa sẽ theo sau tôi. Cho nên chúng ta hãy tin rằng chúng ta là khi chúng ta sau khi tin nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa đời sống mình, thì đời sống chúng ta phải đi lên, phải gia tăng thêm, phải nhiều hơn, phải được phước nhiều hơn và trở thành một phước cho người khác. Chúng ta sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì trên đời sống chúng ta dẫn đến những sự mà ma quỷ nó đến sự phá hoại, làm cho chúng ta hao tổn đi. Quý vị phải chốt điều này cho đời sống mình. Quý vị sẽ không cho phép tất cả những gì ma quỷ đến cho chúng ta để dẫn chúng ta đi xa Chúa, để rồi chúng ta mất. Bởi Kinh Thánh cho chúng ta biết kẻ trộm đến để cướp, giết và hủy diệt. Khi chúng ta đi theo sự cám dỗ của ma quỷ, đi theo cái điều mà nó chỉ cho chúng ta đi, thì chúng ta sẽ bị nó cướp, giết và hủy diệt. Nhưng mà nếu chúng ta đi theo Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ có sự sống và sự sống dư dật. Nếu chúng ta phải nắm lấy điều này. Và điều này nó không phải chỉ một điều hai điều, nhưng mà mọi lĩnh vực trong đời sống của chúng ta. Trong chuyến đi vừa rồi thì tôi có nói chuyện với một người. Và người này nói đến một góc độ là tin Chúa thì được phước về tiền bạc không mà thôi. Và tôi muốn cho người đó hiểu được thế này. Khi mà Đức Chúa Trời dựng đến loài người là dựng đến Adam, trước nhất Ngài dựng nên Adam để ông có mối quan hệ với Ngài. Adam, cái nhất mà chúng ta nói là cái đời sống thuộc linh. Có mối tương giao với Chúa và Ngài đến trước thuộc linh đấy là thứ nhất, và đời sống chúng ta phải có cái mối tương giao với Ngài Chúa. Cái thứ hai, Đức Chúa Trời ban cho ông ta cai quản cái vườn Eden, chăm sóc tiếng Anh mình không như vậy thì là chăm sóc cài sới làm sao cho cái vườn đó nó tốt đẹp hơn. Ngài giao cho Adam làm. Có nghĩa là mối quan hệ với Chúa thuộc linh, đời sống thuộc thể là làm việc. Và cái thứ ba nữa, Chúa cho ông ta là cái gì? Mối quan hệ vợ chồng, gia đình, con cái, những người xung quanh. Những con người nào chỉ chú trọng về tiền bạc không mà thôi, họ sẽ mất tất cả mọi thứ. Như tôi chia sẻ với chúng ta, Bill Gates vợ ta ly dị và lấy đi một số tiền rất là lớn, và người ta nói là một cái sự khủng hoảng lớn nhất trong cuộc đời của bạn. Cho nên tôi nói với người đó là tiền bạc của anh sẽ không giữ được những người vợ của bạn. Tiền bạc chúng ta biết là để một chút tiền bạc, người đó sẽ không giữ được vợ, giữ được con cái nếu mà người đem được tiền bạc. Và cái thứ ba nữa là cái mối quan hệ. Nhiều người chúng ta đeo đuổi ông tôi chỉ lo cho vợ tôi mà không chịu đi làm. Kinh Thánh Chúa dạy chúng ta người nào không làm thì không có ăn. Chúng ta phải đi làm. Chúng ta làm gì? Không cần biết chúng ta làm cái gì, nhưng nếu chúng ta đi làm thì chúng ta sẽ Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta. Hầu với Chúa có nghĩa là chúng ta đi làm, Chúa sẽ chu cấp cho chúng ta. Miễn sao chúng ta có làm thì có. Nhưng mà ba cái này nó cần có sự quân bình. Nếu chúng ta không có Chúa thì chúng ta sẽ không có tiền bạc mà lâu dài bền vững được. Bởi cái thánh cho chúng ta phước lành của Chúa làm nên giàu có nhưng không có buông phiền cầm theo. Cho nên chúng ta cần có một mối quan hệ với Chúa, để rồi trong mối quan hệ chúng ta làm việc một ngày chúc phước cho chúng ta. Cái thánh cho chúng ta biết rằng Chúa ở cùng Joseph, cho nên ông làm cái gì cũng được thịnh vượng cả. Cho nên ta cần có Chúa. Và chúng ta cần thôi cũng cần có những mối
quan hệ anh em mình trong hội, trong gia đình của mình, trong hội thánh của mình, trong những mối quan hệ chung quanh. Bởi vì nếu một người nào đó mà mối quan hệ gia đình chúng ta có lộn xộn đó, thì của cả nhà cửa sẽ đi chia nhau. Đau khổ. Nhiều người khi mà người vợ, người chồng họ làm cho họ tổn thương, họ tự tử. Bởi vì cái hy vọng của họ, đặt vào trong gia đình của mình. Nhưng mà chúng ta có ơn Chúa, chúng ta có Chúa, cho nên dù hoàn cảnh nào chúng ta nắm lấy Chúa thì dù có mất tiền thì cũng có tiền lại. Amen. Chúng ta có Chúa hôn nhân, chúng ta có vấn đề Chúa giúp chúng ta phục hồi và ngày làm mới hôn nhân của chúng ta. Và do đó chúng ta phải tin rằng dù chúng ta có tệ cách mấy thì Chúa vẫn có khả năng phục hồi làm tốt hơn. Và điều này đã xảy ra trong câu chuyện của bà Naomi. Ba và chồng bà trong một lúc mà hạn hán xảy ra tại Bethlehem, tại Israel, và họ đói quá, họ dự định họ đi đến một cái nơi, họ ở đó nhưng mà họ đi đến một cái nơi gọi là Moab. Họ phải đến đó ở, xong chồng chết, hai đứa con trai cũng chết luôn. Bà mới trở về, và khi bà trở về thì bà không còn gì cả. Con cô con gái của con dâu quyết định đi theo bà. Khi trở về không có gì ăn, chỗ ở cũng chẳng có gì, và phải đi bón lúa từng bón lúa mà người ta sót lại đem về để hai mẹ con ăn. Nhưng mà có phải là tới số phận của họ không? Họ không chấp nhận ta chỗ đó. Đức Chúa Trời luôn luôn muốn phục hồi những ai muốn trở lại với Ngài. Và Chúa phục hồi cho bà một Naomi một điều vô cùng diệu kỳ là cô con gái của bà là Ruth đi mong lúa và cuối cùng gặp được Boaz là ông chủ giàu có. Và Boaz là người mà cũng bà con với bà, ông mua chuộc lại tất cả sản nghiệp của bà và chồng của bà đã mất. Và cô ô đã cưới Luther và sau đó sanh ra một đứa con trai. Và đứa con trai này là ông nội của vua đấy. Tôi xin thưa với chúng ta rằng tất cả những thất bại nào trong cuộc đời của chúng ta, bất mãn dù có thấp cách mấy chăng nữa, Chúa vẫn đủ quyền năng phục hồi nếu chúng ta trở lại với Ngài. Cho nên những ai chúng ta xa Chúa, hãy trở lại với Chúa. Cũng giống như thiên đàng đã làm chứng cho chúng ta, Chúa luôn luôn muốn làm một việc lớn cho những ai hạ mình trở lại của Ngài. Và để gì? Để Ngài phục hồi chúng ta lại giống như là Sáng Ký đoạn 1 câu 26, câu 28 mà tôi chia sẻ chúng ta. Để gì? Ngài gia tăng chúng ta, Ngài làm chúng ta đầy dẫy. Còn nếu như chúng ta chọn con đường riêng của chúng ta và chúng ta tin được con đường này sẽ làm cho mình thành công, con đường này dẫy, xin lỗi nha, tôi đã năm nay 60, tôi hiểu được chuyện gì sẽ ra rồi. Khi mà chúng ta dùng sức của chúng ta, khi chúng ta dùng sự khôn ngoan của chúng ta, chúng ta dùng những mối quan hệ chúng ta, quý vị sẽ càng ngày nằm ở trong tay của ma quỷ, nó càng ngày càng tước, càng giết và càng quý vị, cho đến khi chúng ta không còn gì cả, thậm chí mạng chúng ta cũng không còn. Nếu anh ai học ai xong được rồi, mục sư cho một bia có nói đến về một người đầy tớ rất là được ơn của Chúa, rất là đầy dẫy quyền năng của Chúa và trở thành những người đi bông sạch, đi bông sạch. Và khi chúng ta xa Chúa, một trong điều mà quỷ sẽ làm chúng ta xấu hổ, chúng ta mặc cảm và chúng ta không trở lại với Chúa. Và nếu chúng ta xấu hổ, chúng ta mặc cảm, chúng ta không trở lại với Chúa, thì con đường của chúng ta là không sạch. Và chỉ giúp cho chúng ta. Như vậy, chủ đề của chúng ta hội thánh chúng ta là cải tượng phát triển, cải tượng phát triển hội thánh. Và chúng ta cái mục tiêu của chúng ta, cái điều mà chúng ta nói đó là lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Làm sao chúng ta đạt được điều này? Điểm nhất để chúng ta đạt được điều này, chúng ta phải là chuyên tâm để cầu Chúa. Bởi vì Chúa luôn luôn ban phước cho những người sống đẹp lòng Ngài. Kẻ có tội không có thấy phần nào trong nước của Chúa.
Cho nên chuyên tâm không phải là chỉ làm đẹp Chúa, mà chuyên tâm làm sao Chúa có muốn đẹp lòng Chúa nhiều hơn và đáp Chúa nhiều hơn. Đó là mục tiêu của chúng ta. Thứ nhất, chúng ta muốn Chúa phát triển bất cứ điều gì, chúng ta muốn gia tăng bất cứ điều gì, chúng ta muốn thịnh vượng bất cứ điều gì, muốn lớn mạnh bất cứ điều gì, muốn ảnh hưởng bất cứ điều gì. Cái chuyện đầu tiên của chúng ta đó là chuyên tâm cho đẹp lòng của Chúa. Amen. Quay qua với người dỗ dài đó, bắt đầu hôm nay tôi sẽ là người chuyên tâm cho đẹp lòng Chúa. Tôi muốn thế này, hãy chuyên tâm để được đẹp lòng Đức Chúa Trời như người làm công không có gì đáng thẹn, thẳng thắn giảng dạy đời chân lý. Chuyên tâm cho đẹp lòng Đức Chúa Trời là gì? Chúng ta suy nghĩ đó là cái điều gì Chúa đẹp lòng tôi sẽ làm, điều gì mà Chúa không đẹp lòng sẽ không có tôi được đó. Những ai mà tôi cần những người đó, đời sống tôi càng đẹp lòng Chúa nhiều hơn, tôi sẽ chơi người đó. Mà những ai tôi cần những người nào và đời sống tôi xa Chúa, đời sống tôi bê bối hơn, no way. Chúng ta xem cái ranh giới cuộc đời chúng ta. Bởi Chúa nói rằng phúc cho người nào không theo mua kế kẻ ác, không đứng trong đường tội nhân, không ngồi chung với kẻ như bác. Chúng ta chưa chung với họ, cuộc đời chúng ta đi xuống. Có gì tôi chia sẻ chúng ta có những con người đừng bao giờ đụng với họ. Họ giống như là cái máy hút bụi đó, chúng ta đến gần họ, có bao nhiêu họ bốc hết. Quên qua người quên có những cái đường bụi nha. Cái hút bụi là gì? À, cái máy mà hút bụi đi nảy ra đâu, không biết cái đó là cái gì, nó hút vô. Đức tin của chúng ta mạnh mẽ trong Chúa, hút. Mới đi nhà thờ nghe giảng mạnh mẽ, học ai xong mạnh mẽ, vừa xong gặp người đó, hút dục nó thêm còn gì đâu. À, đồng cảm chúng ta, tiền của chúng ta, hút tiền, có gì, hút cái đó. À, quay qua bên, hãy chạy xa khỏi những hút bụi. À, tại vì những người này làm cho cuộc đời của chúng ta chẳng có gì sáng sủa. Và Chúa dạy chúng ta là tránh xa những người này. À, thành ra hãy nghe ý điều này. À, chuyên tâm cho đẹp lòng của Chúa Trời như người làm công không có gì đáng trách, đừng để cho người khác có gì cho mình với bên mình. À, thẳng thắn giảng dạy đời thật, đúng đúng sai nó sai. À, chúng ta cần nên hội thánh chúng ta cần thiết lập một cái lối, một cái văn hóa cho đời sống ta. Nếu ai nói ta đúng, cảm ơn chị. Ai la này chúng ta chuyện sai, cảm ơn. Bây giờ hội giúp chúng ta sống đẹp lòng Chúa mà đóng sống đẹp Chúa thì chúng ta sẽ thấy phước hạnh của Chúa trên đời sống của mình. Nha. Rồi. Để sống đẹp lòng Chúa chúng ta làm gì? Có câu gì đoạn 13 câu 5, anh chị em phải tự xét mình. Tự chúng ta phải xét mình. Có đức tin không? Tự xét mình. Có yêu mến Chúa không? Tự xét mình. Có sống đẹp lòng Chúa không? Phải tự xét mình. Quý vị, mỗi công ty nào muốn thành công, họ phải kiểm điểm coi họ có lời hay có lỗ. Nếu mà làm ăn mà không biết mình lời mình lỗ thì làm ăn làm gì? Bây giờ nói chuyện làm ăn mà còn tính toán lời lỗ thì chúng ta nghĩ đó, cái hành trình chúng ta lên thiên đàng mà chúng ta không tính lời lỗ thì còn thiệt hỏi thế nào nữa, đúng không? Hành trình của chúng ta theo Chúa, nếu chúng ta không tra xét chúng ta thì có nghĩa là càng ngày ma quỷ càng lôi theo chúng ta và chúng ta càng mất cái này, mất cái kia, mất nọ, mất đủ thứ hết. Cho nên chúng ta tra xét chính mình, phải kiểm tra lại, tự đánh giá chính mình, đừng đợi người khác chắc mình nhưng mà tự đánh giá chính mình. Phật nói là hãy tự xem mình có ở trong đức tin không. Hãy tự thử anh em biết rằng Chúa có thể đang ở trong mình sao? Tự sự tâm Chúa còn ở trong lòng mình không? Mình còn cái niềm vui mừng không? Khi mà mình sống mình không còn vui nữa có nghĩa là dấu hiệu gì? Không còn ai dễ cho đến nữa. Kiểm soát đời sống mình coi mình còn có bình an, có vui mừng không? Mình có mình nói chuyện với người khác còn nói những lời êm dịu không? Hay là mình chửi rủa người ta? Dấu hiệu đó gì? Dấu hiệu chúng ta phải tự xét chúng ta. Amen không? À, bất cứ một học sinh nào không có thi, không có kiểm tra không thi, không còn đẳng đầu. Cái thử nghiệm của thi chúng ta để giúp chúng ta mới lên lớp được. Cho nên chúng ta phải tự xét mình, quay qua cái bên. À, muốn sống ra một chút phải tự xét mình. Follow đó này. Nếu chúng ta không tự xét với mình đó,
trừ khi chúng ta không đạt tiêu chuẩn. À, đồng ý. Chúng ta có thể trong đền thờ nhưng trong ánh mắt của Chúa chúng ta không đạt tiêu chuẩn. Và hãy nhớ như này, Chúa luôn luôn yêu chúng ta và Ngài chuẩn bị một điều gì đó cho chúng ta. Và nếu như chúng ta không tự xét cho mình, Ngài sẽ lấy những gì của chúng ta và Ngài cho người khác. Quý vị sẽ hỏi một số phong, một phong lấy phong thánh nào nói gì? Nhưng mà ông sao lên? Chúa hứa là Ngài sẽ ban phước cho ông, cho ngay của ông và dần dội ông. Nhưng cuối cùng tôi lấy lời chúng ta cái này. Chừng lắm khi chúng ta đi theo Chúa mà thấy người khác, mà mình theo Chúa mà Chúa ban phước cho người khác, cái công việc của mình được hầu của Chúa và người khác lấy của mình, có chừng giống hiểu lắm. Và Chúa lấy của mình, Chúa trao cho người khác. Chúa giúp cho chúng ta điều này. Tôi đâu nói ở trong câu thứ nhất đoạn 3 câu 10 câu 15, theo ân điển Đức Chúa Trời đã ban cho tôi đã đặt nền cho một cái thợ lành nghề, còn người khác thì xây cất lên trên. Nhưng mỗi người phải thận trọng về cách mình xây trên nền ấy, vì chẳng ai có thể đặt một cái nền móng nào ngoài nền mà được đặt là Chúa của thế Jesus Christ. Nếu ai dùng vàng bạc gỗ đá quý, cỏ khô hay rơm rạ để xây trên nền ấy, thì công việc của công trình của mọi người sẽ được tỏ ra. Ngài phán xét sẽ làm rõ công trình đó, nó sẽ được phơi bày trong lửa và lửa sẽ thử nghiệm giá trị của mỗi công trình của mọi người. Nếu công trình của ai xây trên nền đã được tồn tại thì người ấy sẽ được nhận phần thưởng, còn nếu công trình người nào bị thiêu hủy thì sẽ mất phần thưởng, về phần người ấy sẽ được cứu dường như qua lửa. Chúng nói là gì đây? Chứ ở những người nào mà chúng ta hầu với Chúa, chúng ta làm công việc Chúa, thì những gì mà chúng ta làm của người Chúa một ngàn ở đó, chúng ta sẽ lên trên thiên đàng và tất cả những công trình chúng ta sẽ được đem qua lửa thử. Có những thứ được xây dựng, những gì chúng ta làm là những thứ được xây dựng bằng vàng bạc đá quý, những cái đồ quý giá, thì nó sẽ còn tồn tại. Còn nếu mà chúng ta xây dựng những gì bằng gỗ, bằng cỏ khô, bằng những rơm rạ thì nó cũng sẽ đi qua lửa và cái công trình nó sẽ không có gì cả, không còn tồn tại gì cả. Có nghĩa là chúng ta có thể làm thất nhiều trên đất này nhưng mà nó chỉ là rơm rạ thôi. Và Chúa nói là người đó thì sao? Chúa nói là người đó được cứu dường như qua lửa. Người đó hầu với Chúa, làm công việc Chúa nhưng mà không đẹp lòng Chúa, không chuyên tâm đẹp lòng Chúa, cho người đó được cứu, được lên thiên đàng chỉ dường như qua lửa. Tôi sẽ giúp cho chúng ta nhìn thấy này. Chúa đó bắt đầu hôm nay tôi kêu gọi khích lệ tất cả mọi người chúng ta quay qua một bên, hãy chuyên tâm cho được đẹp lòng Chúa. Hãy chuyên tâm đẹp lòng Chúa. Chúng ta cảm thấy khi con mình học chỗ ngoan ngoãn nghe lời, mình cảm nhận thế nào? Hạnh phúc không đâu, vui mãi nhiệm không đâu, con muốn kể cho hàng xóm nghe, nó học giỏi lắm, nó nghe lời. Còn nếu nó học nghe lời chúng ta thấy sao? Đừng để Chúa thất vọng của chúng ta. Amen. Thứ hai, muốn cho cái cải tượng như hội thánh phát triển, cái cải tượng của hội thánh phát triển, chúng ta phải tham gia vào đại mạng lệnh. Đại mạng lệnh, thứ nhất, đại mạng lệnh nói đến cái gì? Chúng ta giảng cái lòng. Nhưng mà không phải chỉ giảng cái lòng bằng miệng không, chúng ta phải giảng cái lòng bằng quyền năng, bằng sự sức dầu của Thánh Linh. Không, nếu mà không Thánh Linh giúp đỡ chúng ta sẽ không giảng cái lòng được. Công vụ đoạn 1 câu 8 cho chúng ta rằng, nhưng Đức Thánh Linh giáng trên các con sẽ làm nhân chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ri đến tận cùng cái đó. Có nghĩa là nếu Thánh Linh Chúa không sức dầu chúng ta sẽ không đi làm nói với Chúa trong nhà người ta thành được. Cần Thánh Linh Chúa sức dầu. Và nếu Thánh Linh Chúa ngài được Thánh Linh Chúa sức dầu để đi giảng dạy. Do đó chúng ta cần Chúa sức dầu cho con, để con có thể làm thành đại mạng lệnh mà Chúa giao cho con. Mát-thi 16 câu 15-20 thế này: Ngài bảo họ hãy đi khắp thế giới truyền giảng phúc âm cho mọi người, không cần biết ai, truyền giảng cho họ. Ai tin và chịu bắt tên sẽ được cứu rỗi, ai không tin sẽ bị đọc phạt. Chúa kêu chúng ta cái nhiệm vụ là đi ra giảng cái lời. Tin hay không, không phải chuyện của chúng ta. Họ tin, họ được cứu. Họ không tin thì sao? Họ chịu đọc phạt. Nhiệm vụ của chúng ta là đi ra nói về Chúa cho người khác. Amen.
Ví dụ chúng ta làm phát sắc, làm chứng, gửi tin nhắn gì đó chúng ta làm, nhưng mà cái chuyện tin đó là chuyện Chúa làm được trong lòng người của người ta và có quyết định của cái người đó. Cho nên chúng ta cần phải làm cái này. Kinh Thánh cái này, những người tin sẽ được cái dấu lạ này kèm theo, họ sẽ dâng danh ta, đuổi quỷ, nói các ngôn ngữ mới, bắt rắn và miếu uống nhầm chất độc cũng sẽ không bị hại, và đặt tay cho người bệnh thì người bệnh sẽ được lành. Còn các môn đồ đi ra truyền giảng khắp nơi, Chúa cùng làm việc với họ và xác chứng họ bằng nhiều dấu kỳ phép lạ. Bắt đầu này hãy ra nói với Chúa cho người ta. Nếu họ bệnh, đặt tay lên. Nếu họ có nhanh chân nào, cầu nguyện cho họ. Và Chúa sẽ kèm theo dấu kỳ và phép lạ. Cho nên chị của chúng ta, hãy nhớ là ngay cả Chúa Giêsu đến một số nơi Ngài làm dấu kỳ phép lạ, nhưng mà không tin Ngài. Họ đưa phép lạ nhưng mà không tin Ngài. Nhưng mà sao? Có ngưng nhận giả không? Cho nên tôi quyết định ta bắt đầu hôm nay cầu nguyện Chúa, con muốn là cái người đi ra truyền giảng cái lời, chia sẻ cái lời cho người khác. Và Chúa cho sức dầu con để con giảng cái lời trong quyền này. Roma đoạn 10 câu 14-15. Nhưng làm sao họ thể kêu cầu cùng đấng họ chưa tin? Làm sao họ kêu cầu Chúa Giêsu là đấng họ chưa tin? Làm sao họ kêu cầu được? Làm sao họ phải tin đấng họ chưa nghe? Tuy nhiên họ không nghe làm sao họ tin? Họ không biết làm sao họ tin? Làm sao họ thể nghe khi không có người truyền giảng? Có nghĩa là chúng ta đi truyền giảng, chúng ta nói về Chúa thì người ta nghe. Khi người ta nghe thì người ta tin, và họ tin và được tin. Hãy lợi dụng cái cơ hội của chúng ta có được và làm chứng nói về Chúa cho người ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết là Kinh Thánh chết bàn chân của người truyền giảng phúc âm xinh đẹp biết bao. Bàn chân của người truyền giảng phúc âm xinh đẹp biết bao. Tôi hy vọng là quý vị có thể nếu được những gì mà tôi nghe khi đi ra nói về Chúa, khi giảng ra này thì rất là hạnh phúc. Quý vị có thể cho tôi tiền bao nhiêu triệu đô chẳng hạn, tôi sẽ không đổ. Tôi sẽ cái phước hạnh của người học về Chúa, phước hạnh của người đi ra giảng chúng ta. Phước hạnh khi đâu mình nói về Chúa cho người ta, phước hạnh khi mình nói cho những người mà họ không muốn nghe, mình dùng lời Chúa mình nói cho họ. Cũng như từng cái tên nó từng có biết chia sẻ cho một thánh chưa không cô cổ cứ nhờ tôi cứ cầu nguyện cho cổ cho chồng của cổ. Khi cổ nhờ tôi cầu nguyện cho chồng cổ lần nữa, tôi nói tôi cũng hơi khó chịu. Tôi nói là nhiệm vụ của cô phải chồng cầu chồng cầu nguyện cho chồng cô, tôi phải chồng cô ta, tôi phải vợ của ta phải cầu nguyện cho họ. Nhiệm vụ cô phải cầu nguyện cho chồng. Rồi là cô phải sống làm sao để làm chồng cô không chồng cô một. Cái cô nói em nóng tách lắm, em nói chuyện với em. Ông làm dạy câu em dứt không liền. Cô nói cô nói ông chồng không có nhìn được. Tôi nói là cô có biết không, có nhiều người đàn ông vợ về tới nhà bỏ vợ đi cặp với một cô sống hơn. Tại sao vậy? Em nói chuyện không có ngọt với chồng. Cho nên đó, tự cô đẩy chồng mình vào tay của phụ nữ khác. Tôi mới nói cô phải thay đổi. Cô cứ cầu nguyện chồng nhưng mà cô sống gì là không cứu chồng, không thay đổi chồng cô. Thì cô ta không biết Chúa làm việc sao cho cô biết. Có lắm khi mình nói vậy như này, tôi đâu phải nói thật là thẳng, mài dao thật bén như đó. Nói xong cái cô ta gặp sao cô gửi tin nhắn gửi cho tôi, cô nói rằng cảm ơn sư phong, chồng em tự nhiên ông thay đổi và ông nói em tại vì cô ta không biết là cô giận chồng không đi nhà thờ nữa. Cô nói em ơi sao đi nhà thờ đi. Không phải Chúa không nguyện nên, không phải Chúa không nghe lời cầu nguyện của chúng ta. Nhưng lắm khi chúng ta phải giải cho lòng người ta nghe, người ta hiểu, người ta mới tin. Lắm khi chúng ta nói nhẹ nhàng cũng tốt, lắm khi chúng ta không dùng nhẹ nhàng, người ta nói thẳng. Ai nghe thì tin, ai nghe ai tin thì được cứu, đúng không ạ?
Tôi không khuyến khích chúng ta đi đâu cũng dũa ta hết. Nhưng mà Chúa chúng ta cho họ thấy cái sự thật như vậy. Cảm ơn Chúa. Cho nên người ta nghe, người ta tin là bởi vì con ai đi làm. Con ai đi làm chứng, con ai đi làm khuyên người khác. Và có thể chúng ta khuyên một lần cũng được, chúng ta sẽ khuyên người khác. Nhưng mà khi mà người đó tin Chúa rồi, chắc chắn người ta sẽ thay đổi. Tôi không đủ kiên nhẫn giống như ông nội tôi. Ông nội tôi đeo bám một người 5 năm. Ông mua đồ con có để mà có ý để ông đó tin Chúa. Ông rồi ông nội tôi dán để làm cho ông đó. Ông nó không muốn nghe. Bán đồ nâng giá lên cao để cho bỏ ghét đi chỗ khác. Nhưng ông nội tôi dẫn tới đó để dán cho ông. 5 năm sau ông mới tin Chúa. Và sau tin Chúa, gia đình ông tin Chúa và thành một sư. Quay lưng cho mình, đừng nản lòng giảng cho anh. Đừng nản lòng. Hỏi ba tôi biết không em? Sau khi tin Chúa xong rồi, chú Út tôi, chính chú tôi nói đó, biết không, cái ông đó, ông đi với ông nội của cháu đó, đi lên dự đại hội của các sư, người ta tưởng là một sư, nghe học chỉ mới cái đồ thôi. Chứ chúng ta nói biết thế nào, người chồng người chơi, thấm tức. Cảm ơn ha. Đây. Tiếp tiếp là giảng cái lần thứ hai nữa là gì? Đào tạo bóng đồ. Đào tạo bóng đồ cách nào? Chúng ta làm gương, chúng ta chăm sóc người khác, giúp cho người họ lớn lên. Chúng ta cần có, chúng ta nhìn thấy cái sự hiệp một của các môn đồ trong thời đầu tiên. Họ cứ đứng đền thờ từ nhà này sang nhà khác, họ truyền giảng và họ dạy dỗ lời Chúa. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái công vụ đoạn 5 câu 42 thế này. Hằng ngày giữa trong đền thờ, từ nhà này sang nhà khác, họ tiếp tục dạy dỗ và truyền giảng về Chúa Giêsu là Chúa cứu thế. Đó là đoạn 5 câu 42, đoạn 6 câu 1 nằm đầu trong chương trình mà thời đó các môn đệ cứ gia tăng tập hợp. Chúng ta đào tạo môn đồ thì sẽ gia tăng môn đồ. Và tìm nhiều môn đồ thì chúng ta sẽ có nhiều tín đồ. Chúa Giêsu dạy trong Ma-thi-ơ căn dặn đại năng lực của Ngài trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19-20 thế này: vậy hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ ta, làm cho họ, dạy họ thành môn đệ ta, làm phép tắc đem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh, dạy họ giữ mọi điều ta truyền cho các con, và này ta hằng ở cùng các con luôn cho đến tận đây. Chúa muốn ta dạy cho người khác những cái gì mà chúng ta học được. Chứ không đào tạo môn đồ có nghĩa là gì? Chúng ta rất là lo đến gần các người kia, gần gũi, thân cận với họ, chia sẻ gì học được từ đó, lắng nghe họ nói, cầu nguyện họ, nâng đỡ họ, giống như đứa con của chúng ta chăm sóc khi nó lớn lên. Cho nên không phải chỉ đợi họ tin Chúa và làm cái tem xong rồi chúng ta nâng giúp cho họ nâng lên. Ai mà chúng ta đã tin Chúa rồi và chúng ta thấy là họ đã tin Chúa rồi, chúng ta cần kéo họ vào đồng đội, kéo họ giúp họ học lời Chúa, giúp họ biết cách cầu nguyện, giúp họ cách họ cầu nguyện khi anh em đều có cách đến chỉ họ cách cầu nguyện, gặp họ khi bệnh tật đến cách mà cầu nguyện làm sao được làm, giúp cho họ làm sao khi anh em đều tài chẳng đến giúp cho họ. Chúng ta cần môn đệ hóa cho họ, dù là chụp khi con cái họ có vấn đề, giúp cho họ làm sao để hướng được khi mà họ chồng họ có vấn đề, giúp cho họ, đó là môn đệ, giúp cho họ làm sao đối xử với chồng, đối xử với vợ để gia đình hạnh phúc, giúp cho họ làm việc công việc làm ăn, giúp cho họ làm sao để họ làm việc họ thành công thành tựu. Đây là những công việc môn đồ mạnh. Cho nên chúng ta quay qua được cái bên giảng tin lành và đào tạo môn đồ. Đây hai điều chúng ta sẽ làm: giảng tin lành và đào tạo môn đồ. Ok. Điều thứ ba, điều này là khải tượng và chiến lược cho hội thánh của chúng ta. Trong khi tôi đi qua bên Ấn Độ và trong dự những cái hội nghị mở mang hội thánh, thì đây là điều mà tôi tin rằng Chúa muốn chúng ta đón nhận điều này, nó có thể đạt được bởi vì
không phải chỉ một người chúng ta làm, nhưng mà tất cả chúng ta làm. Chúng ta có thể làm được bởi vì chúng ta cầu nguyện, chúng ta tin rằng Chúa cho chúng ta đạt được. Bởi vì Chúa muốn cứu mọi người, mà Ngài không muốn mọi người được mất, Ngài muốn mọi người được cứu cả. Cho nên thứ nhất mà chúng ta cần biết cái thống kê ngày hôm nay đó là mỗi ngày có 1.555.000 người, 155.252 người chết trong một ngày. Đây số lượng mỗi người chết trong một ngày. Rồi cái khái tượng cho toàn cầu đó là mỗi người vươn đến mọi người. Nếu chúng ta ai sử dụng đô, chúng ta thấy cái logo khẩu hiệu của này, mỗi người vươn đến mọi người, tức là mỗi người chúng ta vươn đến mọi người sống trên đất này, giúp cho mọi người, mọi thế hệ lớn tuổi, trẻ tuổi, người già, người trẻ, người trung niên đều nghe tới đạo cả. Từ làng quê, thành thị, tiểu bang hay tỉnh thành, các sắc dân và quốc gia. Đây là thói khái tượng toàn cầu cho tất cả những ai đã tin Chúa, và chúng ta hướng đến là mọi người đều tin Chúa cả. Để chúng ta thái tượng này, mục tiêu là năm 2033 chúng ta làm xong. Tại sao năm 2033? Bởi vì Chúa Giêsu Ngài sinh ra cái năm đầu tiên mà chúng ta biết sinh ra là cái như là thế kỷ đầu tiên, mà Chúa Giêsu khi mà Ngài thăng thiên về trời năm 1033 tuổi, Ngài làm xong chức vụ Ngài, Ngài thăng thiên về trời năm 1033 tuổi. Cho nên thái tượng toàn cầu này là muốn năm 2033 là tất cả mọi người đều được nghe tin lành một cái thật sự thật. Mỗi người được nghe được Chúa. Và để họ có cơ hội họ tin Chúa. Và để làm điều này, chúng ta làm sao để đem tin lành cho tất cả mọi người lớn tuổi, trẻ tuổi và ngay cả những thiếu nhi. Ngày hôm nay có rất nhiều thiếu nhi đã tin Chúa. Chúng ta thấy rõ ràng. Thì là cái thấy được nằm mơ thấy được Chúa. Trong cái thời điểm của tôi sắp rất nhiều người chưa thấy. Là chỉ là một điều tốt đẹp. Là một số các con em trong một cảnh chúng ta chụp đẹp. Khi mà sống ở ngũ trung tâm, họ từng thấy Chúa, thấy Chúa xưa. Cho nên, ăn mừng cái khải tượng này là chúng ta làm sao cho mỗi dân tộc, mỗi sắc dân làm sao để mà nối kết và liên kết với nhiều người để làm sự tin của Chúa đến khắp mọi người. Quay qua người cho bên khải tượng mỗi người vươn đến mọi người. Quay qua cái bên khải tượng mọi người vươn đến mọi người. Đây là khải tượng toàn cầu, là khải tượng chung để làm sao cho cả thế giới này được biết Chúa Giêsu. Rồi bây giờ khải tượng của chúng ta là gì? Hội thánh chúng ta làm gì? Hiện tại hội thánh chúng ta có 6 người đang học cao đẳng ISOM và 3 người học cử nhân. Cho nên hãy cầu nguyện cho những người này để họ có thể kết thúc được cái khóa học. Và chúng ta cầu nguyện họ, khích lệ họ, hiếp một với họ khi họ những sự lúc nào họ thấy nặng lòng và muốn bỏ cuộc, thì hãy cầu nguyện cho họ đứng vững để mà họ hoàn thành cái điều họ khởi sự. Bây giờ cái khái tượng hội thánh chúng ta cá nhân là gì? Thì cá nhân là gì? Mỗi người chúng ta hãy cầu nguyện và tin rằng trong một năm chúng ta sẽ đem lại lời của Chúa. Chúa một người thôi. Chúa chỉ cho con một người thôi. Vậy tôi hỏi chúng ta thế này. Chúng ta cầu nguyện tin Chúa. Chúa chữa lành. Có phải ước muốn của Chúa là chữa lành chúng ta không? Chúng ta gặp khó khăn, chúng ta tin Chúa, chúng ta xin Chúa cho con, Chúa cấp lại cho con. Có phải Chúa muốn Chúa cấp lại cho ta? Bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi rằng, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cứu linh hồn những người hư mất này. Họ sẽ đi vào trong hồ lửa đời đời. Đây là những người Chúa Giêsu đổ huyết ra, chết thay cho họ. Chúng ta cầu nguyện Chúa cho con một năm, một người tin Chúa. Chúa trả lời không? Chắc chắn là không. Nếu chúng ta đây là mục tiêu của chúng ta, Chúa ơi, con muốn mỗi năm con có một người tin Chúa. Và chúng ta sống những năm nào còn lại rồi chúng ta thì mỗi một năm có một người tin Chúa. Và nếu chúng ta tên chúng ta xin tên, nhưng mà ít nhất bắt đầu từ năm nay, Chúa xin cho con một người tin Chúa trong năm nay. Amen. Quay qua của mình, tôi tin là Chúa sẽ cho con một người. Tôi tin Chúa cho con một người. Amen. Rồi khi
Thiên Chúa cho chúng ta một người này thì chúng ta chăm sóc họ. Chúng ta sinh ra thì chúng ta phải nuôi. Nào, đừng có là một xương phong nuôi dùng, một xương tích nuôi dùng. Thấy chưa? Vương dẫn người nào đến Chúa thì cũng phải nuôi rồi đó. Nào, à, nuôi đó nhắc nhở đi nhà thờ, Chúa Nhật không đi nhắc nhở nhà thờ, đến thăm người đó nhắc nhở người đó. À, à, ở lì nhà họ không chịu đi, ở lì đó. À, nhắc họ, kêu họ, cầu nguyện cho họ. Đánh trận, kêu tổ vào cùng người đứng cầu nguyện cho người đó. Để cho người đó được lớn lên, đứng vững trong Chúa. Cho nên chúng ta, một người dẫn một người tin Chúa, một người chăm sóc cho một người tin Chúa. Ok, để không? À, tôi không kêu gì 2 người, 5, 3 người, 4 người, 5 người, mà chỉ một người thôi. Ok. À, nếu chúng ta một người thì ngày này năm sau chúng ta chắc chắn có tội rồi. Đúng không ạ? À, nếu chúng ta chỉ một người thôi ngày này năm sau có tội rồi. À, như vậy cá nhân của chúng ta làm sao lòng này chúng ta cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi, ai là người chỉ chỉ con đến để con Chúa đây. Có thể có một số ai đó chúng ta sẽ thấy, rồi thấy ai đó chúng ta gặp, chúng ta cứ phát sách, chúng ta cứ đưa, và chúng ta cứ gieo giống đại như ra, giống Chúa Giêsu nó đi mà được cái gieo giống này. Nó rớt đâu rớt, ha? Nhưng mà ai mà lớn lên thì lớn lên. À, mình cứ gieo giống, cứ nói về Chúa, cho người ta tin Chúa. À, chăm sóc họ, à, tặng chiến đạo đơn, để chiến đạo đơn tiến hành ngang qua khổ của mình. Ai mà mình lớn lên, ta không gặp, gọi họ không thắng. Và tin con mình làm chứng cho họ. Chứ đó, thay vì chúng ta dành thời giờ cho mạng xã hội làm những công việc mà nó không có, không có ích lợi thì chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện và làm chứng. Linh hồn quý giá hơn cả thế gian. Gửi tin nhắn rồi luyện tập ba làm chứng của mình. Làm sao làm chứng nào? Cầu nguyện Chúa làm sao con làm chứng? Làm chứng, làm chứng nào? Chúa Kitô tin Chúa, Chúa tin Chúa như thế nào? Rồi sống tôi như thế nào? Rồi cuộc đời tôi như thế nào? Gia đình tôi như thế nào? Chúa Kitô tin Chúa như thế nào? Rồi bây giờ khi mà lý do gì tôi tin Chúa, trong cái hoàn cảnh nào tôi tin Chúa, ai giúp đỡ tôi tin Chúa, ai nói làm cái chuyện gì tôi Chúa, và tôi tin Chúa xong lúc tôi tuần là tin Chúa, chuyện gì xảy ra cho tôi, và từ lúc tôi tin Chúa tới nay cuộc đời tôi thế nào? Trước khi tin Chúa, tại sao tin Chúa, và sau khi tin Chúa thế nào? Ba điều đó. Phải có làm chứng đó. Và nếu như người nào mà có năng đề bệnh tật thì làm chứng cho Chúa chữa bệnh cho mình. Nếu ai có vấn đề về gia đình thì làm chứng với gia đình của mình. Nếu mà ai có vấn đề về về khó khăn hoàn cảnh chuyện gì không xảy ra được, cầu nguyện Chúa cho làm chứng được. Rồi. Rồi tiếp theo. Một người cho một người quay qua cái bên phải tượng, một người cho một người. À, mỗi người một người cho một người cho một năm, là cái tiếp là cho một năm. Một người cho một người cho một năm. Rồi nhớ chưa? Cùng nói chung nha. Một người cho một người cho một năm. Rồi một người cho một người cho một năm. Ok rồi. Dễ nhớ nha. Rồi cái thứ hai, tổ tế bào. Chúng ta có người tin Chúa rồi, chúng ta cần phải đem vào trong tổ tế bào để mà giúp đỡ họ lớn lên. Đúng không? Họ cần học đời Chúa, họ cần quen với những người trong Chúa. Còn thôi bạn bè cũ của họ lôi kéo họ trở lại sao? Nào, chúng ta phải đem họ vào trong cái mối quan hệ anh em trong hội thánh. Thì không cần anh em trong hội thánh. Còn thôi bạn bè họ đủ đi ăn, đi nhậu, rồi đi chơi, đi party, đó là cái cuối cùng. Chúng ta công trình, chúng ta từ à, cho nên là kéo họ vào trong tổ tế bào. Như vậy trong tổ tế bào của chúng ta là gì? Một tổ tế bào sanh ra một tổ tế bào trong một năm. Đúng không? Nếu chúng ta có một tổ tế bào thì chúng ta tin rằng á, à, như hồi nãy tôi nói chúng ta tin rằng Chúa chỉ còn thêm một tổ tế bào, có một người tin Chúa thì năm sau là chúng ta một tổ thì phải có người vô trong tổ đúng không? À, thì một tổ tế bào thành hai tổ. À, vậy cái người quanh chỗ dỗ dàng tham gia tổ tế bào chưa? À, tham gia tổ tế bào chưa? Ok, rồi. Rồi kế tiếp dỗ dàng các bên năm sau thêm một tổ nha. Nào, trong tổ tế bào của chúng ta không phải là cái buổi học kinh thánh không mà thôi, chúng ta thành kinh thánh ở nhà vân vân, nhưng mà tránh cái tổ tế bào chúng ta biểu tập kinh thánh nhiều quá thì những người mới tới họ vô không hiểu, họ không cần được. Cho nên chúng ta làm sao cái tổ tế bào là nơi mà chúng ta tiếp đón người ta đến với Chúa, gần gũi với Chúa, chúng ta có thể nhắc nhở nhau, khích lệ nhau,
Nhưng mà cái tội thứ ba chúng ta cố ý là sao? Cho người mới. Làm sao? Làm sao họ tới họ cảm thấy thoải mái, cảm thấy gần gũi, đi bắt cái tép gì đó, nó bánh xèo gì đó, cái nào, cái gì cũng được, ok. Miễn sao tổ chúng ta phát triển, ok. Khi chúng ta có tình yêu thương với nhau thì sẽ thích hợp thành thánh cho nhau. Khi chúng ta vui vẻ với nhau, thờ phụng Chúa chung với nhau. Nhưng mà khi mà cái tổ mà không yêu thương với nhau thì dù có nó ngon trong phòng cũng không ai đến. Cho nên chúng ta cần có sự yêu thương trong tổ, có sự gắn bó trong tổ, có những người trưởng thành, có những người yếu hơn, mình làm một cách cho mọi người để làm sao cùng nhau lớn lên. Chúa, đó là điều mà chúng ta cần làm. Vậy rồi bên nhớ chỗ dài một người sao cho một người, cho một năm, một tổ tế bào cho một tổ tế bào, thêm một tổ tế bào cho một năm, ok. Một người thêm một tổ tế bào cho một năm. Rồi rồi bây giờ kế tiếp tập thể hội thánh của chúng ta, ngoài cái chuyện mà chúng ta làm cái chuyện này rồi, là chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ có những cái khóa học, có kinh nghiệm xong để tạo cái chuyện đó lên. Bây giờ kế tiếp là bảo thánh. Dạ bảo thánh. Nào, hiện tại hội thánh chúng ta cần phát triển để chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa. Cho nên cá nhân của mỗi người chúng ta cầu nguyện với Chúa và chúng ta được Chúa đặt lòng, chúng ta dâng hiến vào xây cất nhà thờ, tùy lòng chúng ta, Chúa cảm động rồi. Và vợ chồng tôi trong thời gian qua, đây không phải là nói cái chuyện là tôi khoe, nhưng mà chúng tôi cam kết nhau xin Chúa bình tĩnh, xin Chúa bỏ cả còn cho một ngàn cho xây cất, tôi có bao nhiêu tôi bỏ vô nhiêu đủ, tôi bỏ vô cho đủ. Và cảm ơn Chúa thì Chúa vẫn làm điều này cho mọi trong thời gian qua, có bao nhiêu tôi bỏ vô và Chúa luôn luôn chu cấp cho. Cái này chưa kể là cái tiền tôi phải cứ cho tôi đi cái này cái kia. Cho nên chúng ta tin rằng nếu chúng ta muốn xây nhà Chúa, muốn xây nhà Chúa, Chúa sẽ chu cấp và chúng ta sẽ làm, chúng ta cũng đi vào cái tình thành thật với chúng ta cầu nguyện Chúa. Tôi không bắt buộc chúng ta phải dâng số tiền lớn là nhỏ bắt chúng tôi, nhưng mà chúng ta phải bắt đầu cảm động một chút nhiều, chúng ta sẽ chúng ta phước lành chúng ta. Trong cái chờ đợi hội thánh chúng ta có cơ sở, chúng ta dâng hiến cầu nguyện Chúa chỉ chúng ta một nơi nào đó để chúng ta có thể có một thờ, con cái chúng ta sẽ đến đó sinh hoạt, nó chơi trong đó, tổ chức cho nó, và những cái chương trình của hội thánh chúng ta không có bị gặp khó khăn. Thì trong khi đó chúng ta hãy mở hội thánh. Mở hội thánh cách nào? Tại Việt Nam có một số nơi có nhiều nơi Chúa đang phát triển hội thánh và họ đang lớn lên, số lượng cũng rất là nhanh. Điển hình như Cà Mau một năm có mấy ngàn người Chúa. Và có những người họ muốn đi ra hầu với Chúa trọn thời gian. Okay. Cho một người để đi ra hầu với Chúa, theo như lương ở Việt Nam chúng ta cho khoảng 10 triệu, tức là khoảng 600 đô chúng ta đây. Nếu như mình nuôi cho một người 600 đô cho một tháng, thì tôi tin rằng họ sẽ có một thánh được mọi người. Đúng rồi, thì họ hầu Chúa trong thời gian hay họ đi làm? Hầu Chúa trong thời gian, họ thể đi đây đi đó, họ có xăng, họ đổ ra, họ làm chứng, họ thể dạng tên là họ chăm sóc khác 10 triệu. Ok. Bây giờ nếu mà 10, khoảng 10 triệu này đó, mà chúng ta tính ra khoảng 600 đô cho chẳng 600 đô đó, cái một tháng đó, mỗi một người chúng ta chỉ 2 đô một ngày thôi. Mỗi người chúng ta 2 đô một ngày, 10 người chúng ta đủ mở một hội thánh này. Đủ 10 người 2 đô. Tôi tin rằng nếu chúng ta bỏ 3 tô phở một tháng, không ăn phở, không ra ngoài ăn phở, là chúng ta 2 đô, 3 đô, chúng ta đủ mở một hội thánh. À, phải không? Tôi không cái này không bắt buộc, tôi chỉ nêu ra cái khái tượng này.
nếu chúng ta cảm động được này. À, từ một đô cũng được, tất nhiên một tháng chúng ta có thể à, một người chúng ta có thể là 60 đô, 30 đô một tháng, tùy chúng ta. Một ngàn đồng, một ngàn hai đồng cũng được, tùy chúng ta. Nhưng mà chúng ta thấy thế này, một tháng ở đây và có nhiều người chúng ta, và sẽ có nhiều người chúng ta trong Chúa. Có nghĩa là mỗi một năm nếu như chúng ta mà có thể mà mỗi người chúng ta một đôi hay không, chúng ta mở được nhất một năm, chúng ta mở được một cái tập. Cho là mấy lần một năm chúng ta mở được một cái tập. Và chúng ta giúp họ khoảng chừng 2 năm, sau đó chúng ta giúp cho người khác. À, và có nghĩa là trong vài năm, 3 năm tới, chúng ta sẽ mở được 4 năm sau. Và tập này, trước khi còn thành công. Sao đây không? Tôi có nghĩ là một ngày chúng ta dành một đô không có, hay là 2 đô không có? Chúng ta không có. À, nhưng mà chúng ta nhìn thấy nhìn về đất nước dân tộc chúng ta cần được. Và mỗi một năm ít nhất xin Chúa cho một thánh con mở một bộ thánh. Được không? Được chứ. Tôi không biết chúng ta thật là to lớn để chúng ta làm 600 đồng một người, 600, nếu mà chúng ta ghi được 600 đô một tháng thì rất tuyệt vời. Nhưng mà nếu gì không có khả năng này thì chúng ta phải bắt đầu cái sự nhỏ cùng nhau cái họ uống. Một người là hạnh nơi giờ cùng với tôi nha. Hai của 4 năm người cùng chúng ta sẽ làm chung, chắc chắn chúng ta sẽ làm được. Rồi ngoài phần ra thánh chúng ta sẽ cũng sẽ giúp cho họ để mà xây một cơ sở, một cái chỗ nào đó để làm nhóm lại cho âm thanh thì họ có thể tất cả điều này làm được khi chúng ta cùng hiệp một với nhau. Mỗi người đóng một phần nhỏ mình có thể làm được vào đó, và chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ thấy được. Chúa xin mở mày một thằng. Amen. Dạ. Chắc là rất không có khó. Tôi tin là cái điều này chúng ta làm được. Tại sao Chúa chúng ta có cái bọc to lớn để quá nhiều tiền, nhưng mà mỗi người chúng ta cầu nguyện Chúa còn muốn nhìn thấy nhiều người được cứu. Chúng ta có cả trường một người cho một người tại đây. Chúng ta có cả trường một bộ thánh trên một bộ thánh tại đây. Đó là phần của chúng ta. Bây giờ chúng ta có cả trường của bộ thánh. Chúng ta mở một bộ thánh không nên khác. Còn mấy mốt cứ đâu ở đây ai nào đó trong chúng ta có dự định xuống băng rì mà xuống dưới làm ăn dưới, thì có một người đây chúng ta giúp cho người ta mở thánh. Nếu Chúa cho phép chuyện này xảy ra, hay là ai đó chúng ta mở trên farm để có nhiều người chúng ta cầu nguyện Chúa, chúng ta làm chứng, thì chúng ta sẽ bắt đầu từ đó. Amen ha. Bây giờ chúng ta gặp lại ha. Mỗi một người cho một người cho một năm. Ok, rồi. Một tổ tế bào thêm một tổ tế bào cho một năm. Ok. Mỗi hội thánh, một hội thánh thêm một hội thánh cho một năm. Dễ không? Ok, sao chưa thứ lên cầu nguyện. Xin chào quý vị, chúng con như này trên với Ngài. Và chúng con muốn nhìn thấy Trung Quốc của Chúa được mở mang. Chúng con nhìn thấy được như người tin nhận Ngài. Chúng con nhìn thấy được tại nơi đây đầy dậy những con người tin Chúa và tập của Chúa này. Chúng con muốn nhìn thấy, chúng con ước mơ nhìn thấy được. Chúng con biết là Ngài Đức Chúa Trời đã tạo cách lập. Chúng con vừa hát bài Đức Chúa Trời đã nhiều kỳ để đánh lạc cách lại lên làm. Cho nên bởi đức tin chúng con tin vào điều này, mà chúng con có một sự cam kết, một sự hứa nguyện trong năm nay. Chúa ơi, con xin Chúa giúp cho con một người dẫn một người trong năm. Xin Chúa giúp chúng con điều này. Và chúng con cầu xin Chúa cho chúng con một tổ tế bào và thêm một tổ tế bào trong một năm, và mở một bộ thánh, thêm một bộ thánh trong một năm. Đây là khải tượng của chúng con.
tới nó đi khó nó càng càng bởi vì nó phải đạt được. Thì chúng con cùng hiệp một với nhau, cùng đồng lòng với nhau, cùng làm chung với nhau. Thì xin mời xin Ngài thấy được điều này và giúp chúng con. Ai chúng tôi buổi sáng hôm nay chúng ta thấy được Chúa cảm động lòng chúng ta muốn tham dự vào trong cái tượng này. Hãy giơ tay lên và cầu xin Chúa. Chúng ta cùng nhau cầu xin Chúa chữa lành chúng ta rồi. Hãy giơ tay lên và Chúa cùng chúng ta. Cùng với nhau mình thành tựu này. Chúa giúp chúng con. Hãy giơ tay lên và với đức tin con sẽ bắt đầu hôm nay, con sẽ làm sao để mà đạt được điều này trong năm nay. Với sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh. Tại cha con cảm ơn Ngài, đây là những cái tay vừa lên. Vì họ yêu Chúa, họ yêu Hội Thánh. Họ muốn nhiều người được cứu, muốn Hội Thánh được phát triển, muốn người Việt Nam còn được cứu. Và thưa cha con nói với Ngài rằng, xin nhìn thấy một tấm lòng này. Họ muốn nhiều người được cứu, nhưng mà chỉ xin Chúa một người thôi. Và con tin chắc rằng Ngài đẹp lòng của mình. Con tin chắc rằng Ngài giúp chúng con để chúng con có thể giúp một người đến Chúa và chăm sóc cho người đó được lớn hơn. Xin Ngài giúp chúng con. Xin Ngài giúp chúng con. Thì chúng con cũng cầu nguyện. Chúng con chuyên tâm sống đẹp lòng này. Để đời sống chúng con sẽ là một cái tác động cho người khác. Xin Chúa làm cho chúng con được lớn mạnh, để chúng con được thịnh vượng. Để không phải chỉ chúng con có thể, hoặc là chúng con có thể giúp đỡ mở một thánh, mà chúng con trong năm chúng con phải mở thêm nhiều một thánh. Xin giúp đỡ chúng con, bởi vì Ngài Đức Chúa Trời có thể làm trỗi hơn mỗi điều chúng con cầu xin và sự thực. Con chúng mình khi Chúa cho chúng con xin Chúa người Ngài chăm sóc cho chúng con hơn được. Và con tin điều này. Là cha con cầu nguyện cho mỗi người chúng con có mặt tại đây với tất cả lòng vào bước ta. Thêm nhiều người đến với Chúa phát triển hội thánh. Xin nguyện tình yêu của Đức Cha, ấm điểm diệu kỳ, dư dật của Chúa Jesus Christ và quyền năng của Thầy Chúa bắt đầu giúp chúng con từ đi một ngày. Trong danh của Chúa Jesus ta định cho từ những phút này. Ngày hôm nay ngày 3 tháng 3 năm 2024 là cái ngày mà chúng ta mong đợi cho đến cuối năm. Chúng ta sẽ có sự báo cáo cho mọi người ta tại đây để đến một người bệnh của ta. Hallelujah, con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Và con dâng chúng con này trong tay con Ngài. Chúa bắt đầu đưa chúng con những ý tưởng, những con người nào mà Ngài muốn đưa lên của chúng con để hoàn chứng. Những người nào muốn đưa vào đội cái bàn chúng con, đội thánh, đội cái bàn của được phát triển, xin Chúa giúp chúng con để đạt được thành Chúa. Chúng con cùng nhau cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.